Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TLD. Ngày hôm nay thì mình đã nhận được khá nhiều câu hỏi, các bạn hỏi là dòng laptop Samsung tại thị trường Việt Nam thì có bền hay không? Tại vì sao những chiếc máy này em thấy giá của nó cũng tương đối là tốt so với cái cấu hình và option có tại thị trường? Và thưa các bạn, thì laptop Samsung thì các bạn thấy đây là một cái thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc. Thông thường tại thị trường Việt Nam thì các bạn sẽ thấy là họ sản xuất TV là nhiều đúng không? Và cũng như những cái đồ điện tử khác. Nhưng thưa các bạn, thì hãng laptop Samsung họ cũng sản xuất laptop cũng cực kỳ nổi tiếng. Có điều là tại thị trường Việt Nam thì nó chưa được phân phối chính hãng nhiều. Và bán ra tại thị trường thì mức giá của nó thực tế thì cũng hơi cao một chút so với định hình ở phân khúc. Chính vì thế không phải ai cũng biết cái dòng Samsung này. Và hầu hết những chiếc laptop Samsung tại thị trường Việt Nam về chủ yếu được xách tay tại thị trường Mỹ về các bạn ạ. Và cấu hình của những dòng máy này thì nó cũng có phân định những cái dòng, chẳng hạn như dòng laptop văn phòng, dòng laptop gaming. Và hầu hết những chiếc máy mà mình xách về tại thị trường Việt Nam thì ở định hình ở cái phân khúc doanh nhân và cao cấp. Ví dụ chiếc máy đầu tiên mình giới thiệu ở cái phân khúc cao cấp và được trang bị cấu hình có thể chơi game và những cái công việc khác, đúng không ạ? Mức giá bán sẽ đầu tư, các bạn sẽ đầu tư từ khoảng trên 30 một chút và trên 40, và thậm chí phiên bản cao cấp nhất được trang bị i9 RTX 4070 có giá bán lên tận hơn 66 triệu. Đó là chiếc Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Đây là chiếc máy được trang bị màn hình 16 inch. Và cái đặc điểm trên những cái dòng máy này thì Samsung họ lại cực mạnh về màn hình. Và hầu hết những chiếc laptop của họ được bán tại thị trường Việt Nam đó là màn hình OLED các bạn ạ. OLED là cái công nghệ màn hình điểm đen tuyệt đối, sẽ giúp các bạn thiết kế design và các bạn nhìn cực kỳ rõ nét màu sắc trên màn hình. Mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Ngôn ngữ thiết kế của chiếc máy cực kỳ tối giản các bạn ạ. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ CMC hợp kim nhôm nguyên khối. Bên tay phải của mình thì Samsung trang bị cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Đây là cổng này các bạn này, USB này, đầu lục thẻ này. Ở bên này thì vẫn còn cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt 4 các bạn này. Vâng, thưa các bạn, đây là màn hình 16 inch với tỷ lệ là 16:10. Mình chưa thấy một cái màn hình nào nó mỏng như này luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy là viền mỏng dính luôn. Đây là công nghệ màn hình AMOLED các bạn ạ. Độ phân giải của màn hình là 2880 x 1800, mức độ điểm ảnh là 212 ppi các bạn ạ. Chất nhỉ, các bạn sẽ nhìn thấy là tràn tận đây luôn. Con chuột này, chưa nhìn thấy con chuột laptop nó lại to và rộng như con chuột này luôn, đúng như một cái bàn tay luôn. Các bạn lưu ý thì con chuột này nó hoạt động không khác gì so với một chiếc màn hình cảm ứng đấy. Nó sẽ cảm ứng đa điểm giống y hệt so với những cái công nghệ như là cảm ứng trên điện thoại di động các bạn ạ. Vâng, thứ ba là thế hệ chip này nó gọi là thế hệ 13 Routolex các bạn ạ. CPU có 14 lõi 20 luồng và có thể hoạt động xung nhịp cao nhất là 5.0, hoạt động ở xung nhịp trung bình là 3.7, 24 MB bộ nhớ cache các bạn nhé. Công suất hoạt động tối thiểu là 35W và trung bình là 45W, và lúc mà chạy turbo boost đó là 115W các bạn nhé. Đây, điểm số đạt là 2177. Với Vega RTX 4050 thì sẽ có hai lõi bên trong, bao gồm một lõi Tensor và lõi Ray Tracing, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và hiệu ứng về ánh sáng thực. Đây, các bạn thấy là chạy độ họa mô phỏng này. Nhiệt độ của máy hoạt động ở mức khoảng trên 80 độ C và CPU có những lúc nhảy đến khoảng 90 độ. Điểm số của em Vega 6GB bây giờ đạt là 167.06 FPS. Vâng, thưa các bạn, là ổ cứng các bạn thấy đọc sấp xỉ là 6GB 6 này, tức là ghi khoảng sấp xỉ 5GB này. Vâng, thưa các bạn, ở đây thì mình đang test thêm một cái phần mềm là phần mềm Fullmax. Các bạn thấy là nhiệt độ hoạt động của máy này nó rất là thấp, nó chỉ khoảng trên 60 độ C thôi. Đây các bạn này, FPS đạt ở mức khoảng 100, chạy 3D cực kỳ mượt luôn. Vâng, thưa các bạn, Dynamic OLED, đây là cái công nghệ màn hình rất tiên tiến. Độ sáng của màn hình đạt sấp xỉ khoảng 412 CD cường độ ánh sáng cho 1m2. Và tỷ lệ bao phủ màu của màn hình đạt 100% sRGB và 96,3% AROB RGB. Cái độ tương phản của màn hình nó đạt đến tận 13.333 trên một điểm đen. Mình chưa từng review một chiếc máy có chất lượng màn hình nó lại khủng khiếp như chiếc máy này. Cái góc nhìn của màn hình này các bạn có thể nhìn rõ. Kính Gorilla bên ngoài này các bạn ạ. Chất lượng âm thanh của máy các bạn nghe thấy cũng rất sướng đúng không? To hết loa lên để nghe nhé. Loa nó ở chỗ này các bạn này. Ồ, con này đập mà nó không bị rung loa luôn, mà âm bass khá là tốt. Với công nghệ màn hình tiên tiến và chất lượng loa rất tốt này, các bạn xem phim, giải trí, nghe nhạc thì quá là tuyệt vời trên chiếc máy này. Đặc biệt là các bạn dùng thiết kế design trong lĩnh vực mà màu sắc cần gam màu chuẩn chỉnh thì đây chắc chắn là một cái màn hình cực kỳ tiên tiến luôn. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test qua phần mềm Adobe Premiere.
Các bạn thấy là với sức mạnh phần cứng tốt thì nó giúp cái khả năng dựng phim của bạn rút ngắn cái thời gian render rất nhiều. Mất có 9 giây để xong một đoạn video hơn 1 phút. Với dung lượng là 1 phút này này, 1 phút 3 giây và rất là nhiều hiệu ứng này. Với sức mạnh phần cứng của chiếc máy này thì tất cả các ứng dụng về các phần mềm dựng phim thì nó đều có thể chạy mượt mà. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test cái tựa game Đột Kích. Thực ra sức mạnh của chiếc máy này thì có thể chơi mọi tựa game mà có trên thị trường, có cấu hình mạnh đâu vẫn chơi được. Nhưng đây là chơi quen game này, hôm nay test thử. Tần số quét của màn hình là 120Hz các bạn nhé. Các bạn thấy là cái FPS đạt luôn ở mức là 200 hoặc trên 200. Nhiệt độ chơi game ở ngưỡng khoảng trên 95 độ. Vâng, thưa các bạn, là chiếc máy thứ hai mình giới thiệu ở cái phân khúc đầu tư giá rẻ, đó là chiếc Galaxy Book 2 Alpha các bạn ạ. Đây là một trong chiếc máy được trang bị cấu hình chip thế hệ 12 xoay gập 360 với màn hình 2K OLED cực kỳ mỏng nhẹ với chất lượng màn hình rất tốt, sẽ giúp các bạn thiết kế design và vẽ vời ở mức 2D, 3D khá là ok, ngon lành các bạn nhé. Và nó xoay gập 360 thì mặc định là hỗ trợ công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm. Và hiện nay chiếc máy này sẽ ở phân khúc chỉ khoảng hơn 16 triệu là các bạn có thể đầu tư một chiếc máy mới đập hộp. Thì đây là một trong chiếc máy ở cái phân khúc mỏng nhẹ dành cho doanh nhân cũng như các công việc vừa rồi, các bạn có thể lựa chọn. Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, thì chiếc máy có thiết kế khá tinh xảo các bạn ạ. Nó thiết kế ngôn ngữ kiểu ngôn ngữ phẳng vuông. Đây, các bạn có thể xoay gập như này. Bạn thấy là nó sẽ có hai cổng USB 3.0 này, đầu đọc thẻ này. Đây là phím bật nguồn các bạn nhé. Và cái hốc này để làm gì thì mình chưa tìm hiểu, nhưng có lẽ chỉ là chi tiết để thiết kế trang trí thôi. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cổng sạc đây. Và đây là HDMI, cổng phone và cổng mic với giao tiếp 3.5. Đây các bạn thấy là tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB và 69% AROB RGB. Màn hình được sản xuất năm 2019 này. Độ sáng của màn hình đạt 400 nits các bạn ạ. Màn hình OLED 400 nits thì quá tuyệt vời rồi. Đây các bạn thấy này, hình ảnh của nó đẹp không? Điểm đen tuyệt đối các bạn nhá. Mình sẽ thay đổi góc nhìn cho anh em này. Bây giờ tớ sẽ bật loa này các bạn nghe nhá. Đây, các bạn sẽ nhìn chiêm ngưỡng lại màn hình OLED, điểm đen tuyệt đối rất đẹp luôn. Chất lượng âm thanh cũng khá ổn. Đẳng cấp các bạn ạ. Ngày xưa chúng ta hay nói câu là LED như Sony, còn bây giờ LED như Samsung các bạn ạ. Sony bây giờ thì trên laptop lại không mạnh các bạn ạ. Đã ngừng sản xuất các laptop phát ra thế giới. Vâng, thưa các bạn, là một chiếc máy Ultrabook rất mỏng, nhưng mà khả năng tản nhiệt của dòng CPU này cũng tương đối là ok trên chiếc máy Samsung Galaxy Book Alpha này. Các bạn thấy là nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng trên 70 độ cho tác vụ với 3D. Và việc được nâng cấp lên CPU xung cao hơn với Iris Xe thì các bạn thấy là kéo FPS cao hơn. Có nghĩa đồng nghĩa việc là các bạn sẽ làm đồ họa 3D ngon hơn, mượt hơn so với dòng CPU thế hệ thứ 10 rất nhiều, 24 FPS. Trong khi đó thì chế độ 2D của nó là cực kỳ mạnh luôn. Và các bạn có thể nghe thấy là quạt bên trong máy cũng hoạt động không quá ồn. Thưa các bạn, đây là phần mềm quen thuộc CPM15R. Chúng ta sẽ thấy hiệu năng của em CPU 4 lõi 8 luồng i5 thế hệ thứ 11-1135G7. Đây là thế hệ chip Tiger Lake được sản xuất với tiến trình đó là 10 nanomet, mới hơn so với những dòng CPU thế hệ cũ và xung cao hơn, hỗ trợ các bạn làm đồ họa tốt hơn, mạnh hơn so với dòng cũ các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì thực tế thì đây là một chiếc máy trang bị chip U tiết kiệm điện, thì chúng ta cũng không hy vọng đây là một chiếc máy có thể làm đồ họa mạnh mẽ. Bởi vì thực tế mặc dù là có cả Iris Xe Graphics thì nó sẽ bổ trợ về đồ họa tốt hơn thôi. Thực tế dòng này thì vẫn hơi hướng đến những người dùng doanh nhân, các bạn thường xuyên di chuyển hay công việc văn phòng, đồ họa tầm trung, các bạn chơi những tựa game nhẹ nhàng và có thể sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD hay đồ họa ở mức cơ bản là ok. Đây các bạn thấy là mức FPS nó đẩy lên 74.15. Vâng, thưa các bạn, là tớ đang test tựa game Dead Space 3 các bạn ạ. Việc máy được nâng xung CPU cao hơn, mạnh hơn và với Iris Xe. Chính vì thế một tựa game 3D, lẽ ra thì nó sử dụng trên những dòng máy có Vega rời, CPU khỏe mới chơi được, thì bắt đầu đến dòng chip U dòng thế hệ thứ 11 này đã sử dụng khá ngon lành. Và chiếc máy có chất lượng loa rất tốt, mà đặc biệt là chất lượng màn hình của nó tuyệt vời, nên rất ok. Màn hình các bạn nhìn thấy rất đẹp đúng không ạ? Màn hình OLED, độ sáng 400 nits. Nhiệt độ chơi game của máy ở mức khoảng dưới 70 độ C. Đây là một nhiệt độ chấp nhận được cho một chiếc Ultrabook như này. FPS chúng ta chơi được game khoảng 50 đến hơn 50 một chút. Và các bạn chú ý thì với những tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại này, CSGO này, PUBG Mobile này, các tựa game mà không quá yêu cầu về hiệu năng thì chiếc máy chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng. Mà yên tâm thì với chất lượng tản nhiệt chiếc máy như này thì hoàn toàn có thể chơi được mọi người nhé.
Vâng, thưa các bạn, là chiếc máy thứ ba mình giới thiệu các bạn, đó là chiếc Galaxy Book Pro các bạn ạ. Chiếc máy được trang bị màn hình 13 inch và trọng lượng tổng thể của chiếc máy này nó chỉ nhỉnh hơn 1 kg một chút các bạn ạ. Tương lượng pin của nó có thể dùng đến 16 giờ, có nghĩa là gần 2 ngày các bạn đi làm mà không cần phải sạc các bạn nhé. Được trang bị màn hình đó là siêu mỏng, màn hình 13,3 inch cũng là màn hình OLED có độ sáng là 370 nits và tỷ lệ bao phủ màu là 101%. Thì đây là một trong chiếc máy mỏng nhẹ ở cái phân khúc giá rẻ để các bạn có thể đầu tư. Đó là khoảng hơn 16 triệu là chúng ta có một cái cấu hình trong mơ và pin như này, gần 2 ngày các bạn đi làm, đối với các bạn thường xuyên di chuyển đi lại thì đây chắc chắn là một trong chiếc máy có cái chất lượng cực kỳ tốt để quý vị các bạn có thể lựa chọn những cái công việc như vừa rồi. Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo cái video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, trọng lượng của chiếc máy nó chỉ có 0,88 kg các bạn ạ, chưa đến 900g luôn, với màn hình 13,3 inch. Và kích thước của nó tuần tự là 304,4 × 199,8 và nó mỏng chỉ có 11,2mm các bạn ạ, tương đương một tờ giấy A4 nhé các bạn nhé. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ CNC nguyên khối bằng hợp kim nhôm, quá nhẹ luôn các bạn ạ. Và có vẻ như hợp kim nhôm nhưng mà hơi bán vân tay một chút nhé, logo Samsung này. Nó mỏng nhưng vẫn còn cổng USB luôn, xịn sò chưa? Đầu độc thẻ này, đó, và một jack 3,5 để các bạn có thể kết nối tín hiệu âm thanh từ bên ngoài. Ui chà, ở bên này thì các bạn thấy vẫn còn cổng HDMI mới kinh. Đấy, cái cổng này thì là sẽ hữu ích cho các bạn để kết nối các thiết bị ngoại vi mà đời cũ nhá. Và hai cổng, đây là cổng USB Type-C để các bạn cắm sạc này. Và đây là một cổng Thunderbolt 4 nhá. Vâng, thưa các bạn, rất mỏng các bạn ạ. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy kể cả cái màn hình. Nó là một cái cụm liền khối như này. Màn hình 13,3 inch. Độ sáng của màn hình rất tốt luôn này. Các bạn chú ý nó chỉ mở được như này nhá, đừng có mở quá mà phần vỡ phần bản lề này đã cực kỳ nguy hiểm này. Phím này, LED phím màu trắng các bạn nhá. Hành trình bàn phím tương đối ổn. Đây, mình bấm rất ok. Cái này là vừa là phím nguồn, vừa là bảo mật vân tay. Tốc độ ổ cứng thì các bạn thấy là cũng bình thường. Ở tốc độ đọc khoảng xấp xỉ 2G2 và tốc độ ghi của nó xấp xỉ 1G2. Tỷ lệ bao phủ màu của màn hình là lên đến 101% luôn. Và Adobe RGB 94%. Xuất sắc. Và đây là công nghệ màn hình OLED các bạn nhá. Độ sáng lên đến 370 nits luôn. Màn hình OLED thì mọi người sẽ thấy là cái điểm đen của nó là điểm đen tuyệt đối. Đây các bạn nhìn thấy, xuất sắc đúng không? Góc nhìn 178 độ thì mọi người vẫn có thể nhìn trên màn hình LED luôn. Góc nhìn nó rất là rộng. Âm thanh thì có vẻ như hơi nhỏ trong phòng 20m² của mình. Nếu các bạn cần hay hơn, ngon hơn thì có thể kết nối ra một cái loa bên ngoài đó, qua Bluetooth nhé. Đây là con chip i7-1165G7 này. Ngoài phiên bản i7 thì cửa hàng sẽ có phiên bản i5. Đây là con chip 4 lõi 8 luồng nhé. Điểm số của em này thì nó chỉ dừng lại mức là 759 thôi. Cũng nói luôn mọi người thì dòng CPU tiết kiệm điện này chưa bao giờ được xếp vào mức hiệu năng cao để chuyên dụng chơi game hay làm đồ họa. Nên khi mua máy mọi người tránh ra nhé. Con này thì làm đồ họa chuyên nghiệp sẽ không phù hợp. Và điểm số các bạn thì thấy nó kéo lên tận 97,81 này. Đây các bạn thấy này. Đồ họa 3D chạy tương đối là mượt mặc dù là máy không có Vega rời. Nhưng mức FPS sẽ dừng lại từ mức 33 hoặc 34 nhé. Và CPU thì các bạn thấy nhiệt độ của CPU sẽ ở ngưỡng khoảng là trên 90 độ. Mọi người cũng hiểu là một chiếc máy nó mỏng như này thì chắc chắn nó sẽ nóng. Còn phần mềm 2D thì lại chạy cực kỳ ngon, bởi vì 2D để không sinh quá nhiều nhiệt. Vâng, thưa các bạn, đây là từ game Dead Space 2, một từ game 3D offline. Ôi chà, đúng là mẹ, chất lượng màn hình của Samsung thì số 1 thế giới không khác. Các bạn thấy những cái điểm đen tuyệt đối và khi có ánh sáng xiết thì nó sẽ hiển thị cực kỳ đẹp trên màn hình luôn. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng trên 80. Và nhiệt độ ở chơi game lại không quá nóng, khoảng trên 70 độ C thôi. Các bạn lưu ý là những tựa game tầm trung thì chơi được thôi. Đấy, hiển thị màn hình quá đẹp đúng không? Đây không phải là một dòng máy chơi game chuyên nghiệp, nhưng đối với những tựa game tầm trung mà nó được design đẹp như này thì không có lý gì chúng ta lại không thể chơi những lúc rảnh. Đấy, vừa giải trí chết, công việc nó căng thẳng, tối đến nghỉ có thể là bắn một vài ván game như là Liên Minh Huyền Thoại này, CSGO này, thoải mái luôn, mà tệ Dead Space 2 này còn chơi ngon lành. Các bạn chú ý thì dòng này nó được kéo với cái Iris Xe ấy, mặc dù là không có Vega rời nhưng nó kéo là khá là ngon. Đấy, và những tựa game tầm trung và nhiệt độ tản nhiệt như này anh em cứ thoải mái vui chơi mà không sợ hại máy nhá. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa tổng hợp lại top 3 những chiếc laptop Samsung ở cái phân khúc đầu tư, đó là văn phòng và đồ họa cũng như các bạn chơi game. Ở những cái phân khúc giá rẻ thì các bạn sẽ thấy nó chỉ khoảng hơn 16 triệu đồng để các bạn có thể sở hữu những dòng sản phẩm mới 100%. Trong khi đó với phiên bản cao cấp, đó là phiên bản Galaxy Book Ultra với phiên bản là màn hình 16 inch sẽ có giá bán cũng rất đắt đỏ, đó là từ khoảng 40 đến 60 triệu đồng để quý vị và các bạn có thể lựa chọn.
Vâng thưa các bạn, nếu như quý vị các bạn đã từng trải nghiệm những dòng laptop Samsung, các bạn cảm nhận những dòng máy này như nào, thì các bạn hãy để lại cái ý kiến khách quan của bạn, chất lượng sản phẩm ra sao thì hãy nói cho khán giả biết các bạn nhé. Mong rằng đây là những cái kiến thức bổ ích để các bạn có thể lựa chọn những chiếc máy mà đúng với nhu cầu tầm tiền của mình. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.